Thưa quý vị, hiện tại dù mực nước ở các hồ chứa, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh có xuống nhưng chưa gây ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Song thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Để chủ động phòng chống hạn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 529 phòng chống hạn hán thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đồng thời đôn đốc hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình tập trung triển khai những giải pháp phòng chống hạn. Trong đó chú trọng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, nguồn nước trữ, nước đến các công trình để thực hiện kế hoạch gieo trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo, bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thời vụ gieo trồng phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng rò rỉ để chống thất thoát nước.